Ok, ready? Bây giờ thì nhóm mình đang kiếm cái gì đó ăn và mình đang ở một cái tiệm bánh mì gói xe gió. Đây là một cái thương hiệu khá nổi tiếng ở Đà Lạt. Nó có rất nhiều chi nhánh. Trong này thì còn rất nhiều loại bánh mì khác nữa. Nếu chúng ta không ăn bánh mì bình thường. Đó, có cả bánh tráng giò nữa. Đây có một loại sữa chua này của Hàn Quốc nha. Cái loại nước uống thông thường của mình cũng có bán ở đây. Nước suối nữa nè. Phía bên này chúng ta còn có những cái ly mì ly thần thánh nữa nè. Ok, quay sơ như vậy thôi. Mình sẽ chở ngoài mình xem làm bánh mì. Ở đây thì có một cái bạn nhân viên làm bánh mì rất là xinh. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây, nhìn rất là ngon đúng không? Bánh tráng trộn vậy. Cái đậu. Có trà bông, bơ và những loại rau củ quả. Và bạn nữ làm bánh mì thì cũng rất là xinh. Thật sự là rất xinh luôn. Thấy không? Được không? Cái này gần cái này một chỗ ở đây mà kia cũng có gần đúng không? Rắn đâu luôn á. Có sữa Hàn Quốc kìa, đúng không? Chua chua kìa.
baby, come.